Bác nào yêu thích cái mẫu xe Hyundai Getz nhập mới về, xe mộc chưa xà ba gì, máy zin tư nhân một chủ từ đầu, màu đen huyền bí đây các bạn này. Và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh mua bán xe cũ của mình. Hôm nay mình quay tạm mấy phút để giới thiệu với các bạn về một siêu phẩm Hyundai Getz số tự động, sản xuất năm 2007. Chiếc xe này mình mua được của một sĩ quan các bạn nhé. Ba cái dùng từ mới luôn đây các bạn này, tặng luôn cho anh em một cái mũ đây các bạn này và một quả bưởi. Một chiếc xe zin toàn tập, máy zin từ mặt dàn cò. Một chiếc xe chưa sờ ba gì còn nguyên mộc đây các bạn này, vừa cập bến xong. Một chiếc xe sơn zin còn rất nhiều các bạn nhé, mua những chiếc xe đã qua sử dụng. Cái đời xe nó là một phần, quan trọng nó là chất các bạn nhé. Lốp láp thì đây các bạn để ý này. Một dàn nốt mít mới khét luôn. Đấy, mâm này chưa có một giọt sơn lạ nào. Đăng kiểm dài đến tháng 3 năm 2025. Và cái màu đen này nó cực hiếm các bạn nhé. Đấy, rất hiếm. Hôm trước mình mua một em 2010 số sàn, bán cho một bác ấy làm thầu xây dựng ở trên Phú Thọ. Bác ấy mua bên mình hai chiếc rồi, nhưng hôm nay lâu lắm rồi mới lại tuyển được một em màu đen. Nó là số tự động tư nhân một chủ từ đầu đây các bạn này. Cái biển này các bạn để luôn để mà đi, không cần phải đổi biển gì vì chủ nhân người ta không thể nào dùng được cái biển này nữa vì biển 4 số không nằm trong định danh các bạn nhé. Và đây, một chiếc xe chạy nhiều anh chị các bạn để từ cái đèn gầm này. Đấy, một chiếc xe chạy có nhô 5 vạn thôi. Tư nhân một chủ từ đầu, zin toàn tập các bạn nhé, máy zin từ mặt dàn cò. Sơn xi thì miễn bàn, thân vỏ keo chỉ thì miễn bàn. Và đấy là phần thân vỏ, còn đây nó là phần nội thất của em nó đây các bạn này. Một chiếc xe đẹp hay không thì các bạn nhìn này, chưa có một giọt sơn lạ nào các bạn nhé. Cái phím bấm nó còn nguyên chữ đây các bác này. Đấy, lòng trong cánh cửa là sơn zin keo chỉ còn tuyệt đối zin 2007 các bạn nhé. Đây, từ con ốc bản đề đây chưa có một vết chảy xước luôn. Áo ghế thì áo ghế da đắt tiền. Đấy, số tự động này các bác này. Một chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít các bạn đấy, từ cái phanh tay này nó còn gai góc đây các bạn này. Đấy, củ số bao da là bao da nguyên. Một siêu phẩm Hyundai Getz nhập đang chào đón các bạn. Trần này, trần nỉ như mới. Đấy, mở cánh cửa ra thơm mùi mới các bạn nhé. Một chiếc xe chủ nhân là những người sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, người ta có điều kiện, thời gian và bác ấy làm ở cục kỹ thuật. Cho nên về kỹ thuật ô tô thì bác ấy là quá sành sỏi. Từ cái gạo ghế bác ấy may nó là hàng đắt tiền đấy các bác này. Đấy. Nhựa thì sờ còn rát tay. Nói không mới khoan đục, nói không mới dịch vụ các bạn nhé. Đấy, đẹp xuất sắc đây các bạn. Cái lớp sơn zin khi quay video nhìn nó có một cái ánh hào quang. Nó khác biệt hoàn toàn với những chiếc xe sơn tùm, sơn quây các bạn nhé. Đấy, mầm này. Đấy, cua lốp này nó còn nguyên này các bạn này. Toàn tôn là tôn thôi, chưa có một giọt matit các bạn nhé. Còn đây các bạn đấy này, nội thất của em nó đây. Trần phào đây. Màu nó là màu xịn, không phải màu đổi các bác nhé. Bốn cái tay chưa có một giọt sơn lạ nào. Các bạn đến phát hiện ra một giọt sơn lạ là mình sẽ hoàn tiền cho các bạn đi lại. Và đây các bạn đấy này, cái đường ba bô lê của em nó đây. Bác nào thích chơi xe đẹp, đồ cổ nhưng phải đẹp, lấy em này thì quá chuẩn bài luôn. Số tự động, một phân khúc xe có một phân, có một cái khối động cơ nó khỏe khoắn, đi đủ các cung đường đều vượt qua đây các bạn này. Đấy, đẹp xấu là chưa có một giọt sơn lạ là phải nói là 2017. Xin lỗi các bạn, 2007 mà mới như 2017 các bạn nhé. Mới về xong chưa tắm rửa spa gì, để nguyên mộc để quay luôn cho các bạn xem. Bác nào hôm trước hỏi về dòng Hyundai Getz số tự động. Đấy, thùng đựng đốt dự phòng đây. Nguyên sơ mộc mạc các bạn nhé. Một chiếc xe đây, các bạn để ý này, từ cái này nó còn quá mới các bạn nhé. Với một khuôn tiền giá nó nhô 1,7 đồng thì đây là một cái lựa chọn các bạn tham khảo. Bạn nào yêu thích, thích chơi xe đẹp thì alo. Ba bô lê bên phụ đây cũng vậy này.
Và đây chỉ cánh bên phụ đây các bác này, cũng như bên lái thôi, zin hết các bạn nhé. 2007 số AT, đẹp từ trong ra ngoài. Một chiếc xe sẽ cam kết bằng văn bản cho các bạn luôn về phần thân vỏ máy móc. Thân vỏ thì không bị tai nạn, và đặc biệt là máy nó không bị thủy kích các bạn nhé. Máy zin từ mặt. Đấy, biết 2007 mà máy zin từ mặt thì các bạn biết là xe chủ nhân đi giữ gìn như thế nào. Và đây các bạn nhìn cái mặt trung tâm trái tim của chiếc xe đây. Chưa có một giọt sơn lạ nào, có màn hình Android cỡ nhỏ. Màu đen số sàn thì nhiều nhưng lâu lắm rồi mới kiếm được một em màu đen số tự động các bạn nhé. Đấy, quá khiển còn một đôi theo xe các bạn nhé. Đấy, cái phím còi này các bạn đấy này, một chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít này, em này nó là bản tiêu chuẩn các bạn nhé. Ghế thì ghế nhập thì nó nhiều bản lắm, bên mình mua nhiều, bên mình đã cũng đã mua rất nhiều những cái dòng này rồi. Bản thiếu cái lọ thì đủ cái kia, nhưng nói chung đi trên đường các bạn phải chú ý đến luật lệ an toàn giao thông, bảo vệ cho mình cũng như mọi người xung quanh. Chứ còn nhiều chiếc xe túi khí quanh xe nhưng đến khi xảy ra vấn đề đáng tiếc thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Máy lổ im phăng phắc các bác ạ. Đẹp quá. Và để không mất nhiều thời gian của quý anh chị và các bạn, để mời các bạn đến phần cuối cùng. Các bạn kiểm tra phần trái tim của chị em nó, xem em nó có đạt cái tiêu chí như các bạn mong chờ hay không. Máy zin từ mặt các bạn nhé. Máy mộc luôn. Đây các bạn đẩy này, một chiếc xe mộc nguyên thơ, mới về đấy các bạn này. Em này chỉ có cho đi tắm rửa qua là lại đẹp lõ đẽ long lanh cành đào. Cụ giảm sốc rồi. Keo chỉ này, máng nước bên phụ. Và cái giằng đầu đây các bác này, chưa dọn rửa gì. Bác nào thích chơi xe mộc với một khuôn tiền giá nhô 1.7 thì alo trực tiếp cho mình. Đẹp hay xấu thì cái hình ảnh đã nói lên tất cả. Máy lổ đặt bát nước không song sánh nha các bạn nhá. Đây mình dùng một cái dây tai nghe để các bạn cảm nhận được tiếng động cơ. Đấy. Không một chút hơi thừa, một chút khói, mình đã kiểm tra hết kỹ rồi. Đấy. Xe chạy rất ít các bạn nhé. Đấy, mở ra nó không bị như quạt chả đấy các bạn ạ. Các bạn thấy, nghe thấy tiếng máy lổ êm không? Quá êm các bạn nhé. Và để kết thúc video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bạn nào yêu thích cái mẫu xe độc đẹp, hàng zin tuyệt đối, liên hệ trực tiếp cho mình. Cửa hàng mình là mặt đường quốc lộ 2, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách sân bay Nội Bài 10 cây số, cách nhà máy sản xuất Toyota Honda Việt Nam 2 cây số, sát chân đèn xanh đèn đỏ ngã ba đầu đường 100 Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc các bạn nhé. Và đây là mặt đường quốc lộ 2. Còn bác nào yêu thích cái mẫu xe ít tiền, Deugentra 2009 các bạn nhé, cũng là tư nhân một chủ từ đầu. Chiếc xe này mình cũng mua được của một bạn nằm trong lực lượng vũ trang. Bạn cái dùng từ đầu, bây giờ bạn ấy thay xe, bạn ấy bán đây các bạn này. Có tem ra vào, một chiếc xe 2009 sedan hai đầu, giá rẻ, giá nó chỉ có trên dưới 1.1 đồng thôi các bạn này. Đấy. Đẹp xuất sắc, đang chào đón các bạn. Đây, thẻ ra vào đây. Đầy đủ không thiếu gì. Một chiếc xe đẹp hay không, củ số vanh tay đấy các bạn này, và cái nội thất của em nó đây. Đấy, hai đầu đầm chắc, một cái giá nó trên dưới 1.1 đồng thì các bạn biết là chỉ như một chiếc nhỉnh hơn một chiếc Spark thôi. Có màn hình Android, có đầy đủ những cái tiện nghi. Các bạn mua về sẵn đi, màu đen huyền bí các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những lần phát sóng tiếp theo.